Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm clip để kể cho các bạn về một ngày rất là buồn đối với mình. Khoan 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 nào. Ở cuối clip này thì mình sẽ có cái phần trả lời câu hỏi nhá. Trả lời câu hỏi các bạn ở những cái video trước, và bạn nào có cái câu hỏi muốn đặt cho mình á thì muốn gì á thì mình các bạn hỏi bên dưới nhá. Và clip sau thì mình sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn đặt trong cái video này. Hôm nay rất là buồn cho nên là mấy anh em quyết định không nấu cơm, không ăn cơm ở nhà, và anh em mình hôm nay đi ăn. Đó buồn chẳng nấu cơm ha. Thì thực ra là công ty mình hôm nay là chia tay hai người, tự nhiên lại chia tay, thực ra là sắp chia tay ba người ấy. Chị thương người Việt Nam sắp về nước ha, nhưng mà chắc là tháng 9 thì chị mới về cơ, mùng 3 tháng 9 chị mới về. Còn hôm nay là tạm thời là có hai người công ty, bạn Kuro, bạn ấy bằng tuổi mình, bạn là người Nhật làm ở văn phòng làm rất là lâu rồi, gần như là 5-6 năm trước mình sang thì bạn đã làm ở đây rồi đó. Thì hôm nay bạn đang nghỉ, với lại có chia tay một anh nữa, một cái anh kia, anh ấy cũng làm ở công ty, anh ấy mới vào thôi, anh ấy dọn dẹp tòa nhà. Thì công ty mình thì thực ra là chỉ cần cái lý do thôi, tổng giám đốc cũng giám đốc của mình á là một người cực kỳ là ham vui, ham chơi, rất là thích những cái sự kiện ấy, nên là hay là công ty chỉ cần có người mới sáng, có người cưới, hoặc là có người chia tay công ty, hoặc có người mới vào, đại loại như nào đó, chỉ cần một cái lý do hợp lý thôi là giám đốc sẽ ngay lập tức, giám đốc sẽ tổ chức meeting dự. Thì chia tay bạn kia ha, chia tay khá là buồn đó, nhưng mà đó vẫn chưa phải là điều buồn nhất các bạn ạ. Chán thật chứ, như giá má nó xuống quá là sâu các bạn ạ, nó xuống rất là sâu. Thực ra là mình cũng định làm rất là nhiều clip, vẫn muốn làm rất là nhiều các clip để gửi tới các bạn này, nội dung memo ra rất là nhiều rồi, là một tháng ở nghiệp đoàn nó như nào, thời gian học ở trung tâm nó như nào, những khó khăn khi mà các bạn thi cử sang đây như nào ấy. Nhưng mà mình cảm giác kiểu tất cả những cái gì mình chuẩn bị ấy, hoặc là những cái video như thế đến thời điểm hiện tại ấy, nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa, mình cảm giác mình không có động lực để làm luôn á. Như nào nhỉ, tức là mình làm một cái video nội dung như thế nào ấy, cũng hướng tới người xem, tức là người ta đang muốn xem, người ta đang muốn, người ta quan tâm đến cái nội dung đó, hoặc là người ta quan tâm đến những cái gì tương tự, những cái gì gần giống đang xảy ra xung quanh cái người ta quan tâm thì người ta mới thích đó. Nhưng bây giờ Nhật Bản nó không còn màu hồng nữa rồi, thực sự ấy, cái vấn đề mình cảm giác, kể cả người bên này hay là người ở Việt Nam ấy, tất cả mọi người ấy quan tâm thời điểm hiện tại, cái vấn đề mọi người quan tâm duy nhất đó là giá ma nó xuống sâu kinh khủng khiếp, và đời sống của anh em bên này nó vất vả như thế nào, rồi là đi sang có lấy lại được vốn hay không, bao nhiêu cái khó khăn nó xảy ra. Thực sự ấy, thời gian gần đây ấy, là thời gian khủng hoảng kinh khủng khiếp ở bên Nhật Bản ấy, cho nên là tất cả những cái nội dung khác ha, mình cảm giác nó chẳng có ý nghĩa gì nữa ấy. không có động lực để làm những cái khác nữa, thành ra dở hơi ấy, đúng không? Tự nhiên bảo là làm clip để về một tháng nghiệp đoàn như nào, hoặc là làm clip để động viên các bạn học hành như nào đấy, trong khi là giá ma nó thấp như này, tất cả mọi thứ nó như này, người ta còn chẳng muốn đi, người ta còn chẳng quan tâm, là người ta chỉ quan tâm là bao giờ nó lên, là bao giờ cuộc sống người ta có thể thay đổi được khi sang Nhật ấy, thì người ta mới quan tâm chứ. Bây giờ người ta còn chẳng muốn đi ấy, thì mình làm những mấy cái clip kia ấy, cảm giác gì nó chẳng có ý nghĩa gì nữa ấy. Buồn thực sự. Rồi ok, clip hôm nay thì có hai tin buồn, một tin buồn của riêng mình, đó là ở công ty thì vừa chia tay một cái người ở công ty ha, khá là gắn bó. Và một cái tin buồn nữa đó là giá man của ngày hôm nay. Mình sẽ khá là đề cập đến những cái, mình sẽ cập nhật nhé. Thời gian tới mình sẽ cập nhật giá man, những tình hình cuộc sống của Nhật Bản hiện tại là như nào thôi. Chứ còn sẽ ít làm những clip kia. Bao giờ cuộc sống của Nhật Bản nó màu hồng lên ấy, thì mình sẽ tiếp tục mình làm những cái nội dung để chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm di Nhật thôi. Bây giờ các bạn đi Nhật các bạn còn chẳng muốn ấy, thì kinh nghiệm để làm cái gì. Nói vậy thôi, nhưng mà nếu mà thời gian rảnh thì mình sẽ cố gắng mình làm những cái clip liên quan đến vấn đề cuộc sống Nhật Bản ha. Đương nhiên là động lực thì nó sẽ bớt đi rồi đấy, buồn mình khủng khiếp luôn. Giá man của ngày hôm qua là 16.2, hơn 16.27, còn giá man của ngày hôm nay đó là 16.32, ở quanh quẩn. Có xuống 15 không, theo các bạn có xuống 15 không? Nó sẽ xuống nhá, theo bản thân mình thôi, thời gian tới nó sẽ xuống như thế nào nhỉ. Ở bên này thì anh em mình thực ra là đang ủ man ấy, như thằng em mình ấy, nó ủ nó chắc phải 2-3 năm nay rồi, nó ủ man từ lúc 20 thì nó gửi về xuống dưới 20, tức là xuống khoảng 19 á, một man ăn 1.9 triệu bao nhiêu ấy, là bắt đầu nó ủ từ 19 xuống 18, xuống 17, xuống 16, và bây giờ chuẩn bị xuống 15 rồi, nó mấy trăm man trời ạ, và vẫn chưa gửi về. Trời ơi, ủ từ đỉnh xuống đáy, cứ đỉnh của ngày hôm nay, đáy của ngày mai. À quên, đúng rồi, đáy của ngày hôm nay là đỉnh của ngày mai, trời ạ.
rất là chán, giá kinh khủng khiếp luôn. Rồi thì thông tin đến các bạn ha, Gia Lai nó đang sụt, rất là sâu, tại vì cái ngân hàng Mỹ nó đang tăng lãi suất, còn ở bên Nhật Bản ấy, thì nó lại đang nới lỏng lãi suất, nó cho lãi suất về âm luôn đấy, nó cho Nhật Bản nó đang chính sách của nó đang cho lạm phát ấy. Nó đang cho lạm phát bền vững 2% ấy, tức là nó cho mất giá luôn, kích cầu nha, tức là khi cái vật giá ở bên Nhật Bản nó giảm ấy thì là tất cả mọi thứ, ví dụ người du lịch sang này chẳng hạn, bên giá bên Nhật đang giảm thì là người ta sẽ mang tiền, người ta đổi sang tiền Nhật, người ta chi tiêu nhiều hơn, đồ nó rẻ mà, người ta sẽ mua nhiều hơn, đồ xuất khẩu đi nước ngoài ấy, đồ Nhật giá tiền Nhật nó mất giá, cho nên là cái giá cả nó rẻ, cho nên người ta sẽ mua nhiều hơn. Đấy, chính vì cái lý do ấy mà người ta sẽ cho cái đồng yên mất giá luôn, cho cái giá cả của họ, hàng hóa của họ bị hạ đi ấy, thì là cái lượng bán ra là sẽ nhiều hơn, là kích cầu thu mua chi tiêu nhiều hơn đó. Đấy thì là cũng đấy là lý do, cái đấy nó thực về, nó thuộc về vĩ mô thôi, mình thực ra mình không học kinh tế cho nên mình không giải thích nó chuyên sâu lắm đó, nhưng mà đại loại là như thế, đấy là cái lý do nó hạ xuống. Và về vĩ mô nhá, về kinh tế Nhật Bản đang có dấu hiệu phục hồi, nhưng mà cái dấu hiệu phục hồi về nền kinh tế thôi, chứ còn đương nhiên là về thu nhập của người dân, không, là kể cả như anh em mình, nhất là những ảnh người lao động nước ngoài như mình ấy, ảnh hưởng cực kỳ là sâu luôn đó. Rồi thông tin thứ nhất. Thông tin thứ hai đó là, nhưng có cái này là hơi vui một chút này, thì đến tài khoá năm 2025 ha, từ 2025 tức là hết trong vòng 2 năm nữa, nó vừa rồi Nhật Bản là nó chính thức mà nó hoãn cái việc tăng thuế thu nhập cá nhân, tăng thuế thị dân đấy, tăng một số loại thuế cho đến hết tài khoá năm 2025, thì tức là nó rất là nhiều kêu, bởi vì nó có những cái ý kiến người dân đấy, những ý kiến phản hồi rất là tiêu cực về cái vấn đề tăng thuế, cho nên là chính phủ Nhật đã chính thức là xem xét cho cái việc chính thức nhá, tức là cho đến hết tài khoá 2025 đó, thì là thuế, một số loại thuế nó sẽ không tăng nữa, rất là may mắn đấy, là loại nó bớt được phần nào bớt. Và cái thứ hai, cái thứ ba là mình được chuẩn bị được nhận, mình không biết là mình được nhận hay không, nhưng loại là Nhật Bản nó đang tung ra một cái gói hỗ trợ 10 man, tức là những người bên Nhật Bản này thì không biết là trong mình có trong diện hay không á, là loại như thế thì là sẽ được 10 man tiền hỗ trợ để mà chuẩn bị cho đợt lạm phát sắp tới này, nó giảm giá man sâu ấy, nó cho 10 man ấy, đại loại thế. Bên Nhật Bản thế à, cứ điện tăng hay là cái gì tăng ấy, đại loại cái gì nó mang tính chất bất lợi cho người lao động, bất lợi cho cái thu nhập ấy, thì nó ngay lập tức nó cho 5 man cho 10 man đấy, nhưng mà sau đó thì nó sẽ khủng hoảng kinh khủng ấy, nó sẽ những cái yếu tố rất là tiêu cực kinh khủng luôn đấy, giá điện thì tăng, man thì giảm luôn, là đủ các thứ trên trời dưới đất, trời ạ. Với lại tăng lương nữa, nó đang có chính sách tăng lương ấy, mình hy vọng là trong thời gian tới nó sẽ tăng lương, đại loại là không ổn nữa rồi, không ổn một tí nào nữa rồi ấy. Cân nhắc ha, các bạn nên cân nhắc vấn đề đi xuất khẩu lao động Nhật Bản hiện thời điểm hiện tại. Rồi, đó là mấy cái thông tin nó khá là tiêu cực. Em gái mình thì mới sang. Nhưng một số bạn mà nhắn tin đến mình từ ngày trước mình còn hay nhắn tin đến các bạn ấy, thì các bạn có thể mình cũng hay chia sẻ ấy. Là em gái của mình sang hôm 29 vừa rồi. Sang theo diện là nó học cao đẳng y Thái Bình. Đó, học ngành điều dưỡng. Cho nên là ra trường thì nó cố muốn theo cái ngành của mình thôi, đại loại thế, biết khổ ấy, nhưng mà vẫn sang. Trời ạ, thôi kệ, biết sao bây giờ, thì coi như em mình cũng sang, các bạn nào có thời gian sắp tới sắp sang ấy thì thôi ha, nước đổi thì đầu trôi, biết làm sao bây giờ. Đến đầu tiên đấy thôi. Một vài cái thông tin nó không biết có hữu ích hay không, nhưng một vài cái thông tin ở Nhật Bản thời điểm hiện tại ha, thì chúc các bạn là luôn luôn sẽ có những lựa chọn sáng suốt nhất, không khuyên đi hay không nữa. Giá cao mà không đi nhá, bạn nào vẫn quyết tâm đi Nhật ấy, thì là cái giá công ty nào mà nó đưa ra cái giá cao rất là cao ấy, thì nhất quyết là không đi nhá, bởi vì là trên 100 triệu, 110, 120 triệu còn tạm chấp nhận được nhá, trên thì thôi không nên đi, sang đây trả nợ chết đấy nha. Nếu mà đi thì cố gắng chọn công ty nào phí thấp thôi ha. Ok, mình sẽ trả lời một vài các câu hỏi phần cuối video, rồi mình sẽ trả lời một vài các câu hỏi ha. Ok thì bây giờ sẽ vào phần trả lời câu hỏi ha. Câu hỏi đầu tiên thì mình sẽ trả lời bạn Yến Nhi Hikari. Thì trước tiên thì anh cảm ơn ha, cái bạn Yến Nhi Hikari này, anh thấy là em rất là hay bình luận với lại rất là hay động viên anh ở những cái clip của anh ấy, thì anh rất là ghi nhận và anh cũng rất là cảm ơn. Anh chả biết nhau nữa, bởi vì clip của anh thực sự anh thấy em không có hỏi cái nội dung gì cho riêng em á, nhưng mà anh làm clip thì em có hay vào động viên mà hay khích lệ anh ấy, thì anh rất là ghi nhận và rất là cảm ơn. Ok, cảm ơn em ha. Thì em có hỏi là anh đi Úc à, thì anh vẫn ở bên Nhật nhá, anh vẫn đang ở bên Nhật và anh vẫn đang tiêu tiền Nhật, anh vẫn đang ăn bánh kẹo Nhật, ăn bim bim của Nhật và ăn chuối của Nhật.
anh thực ra là anh chưa có ý định đi Úc, anh cũng thực ra anh cũng chưa chưa có nói vấn đề là anh có đi nước nào ấy hay đi Úc ấy, thì anh đang ở bên Nhật thôi. Thực ra đi Úc được thời gian này ha rất là tốt, ai mà đi Úc được, ai đi Úc được thời gian này đúng là rất là tốt đấy. Nhưng mà cái tỷ lệ đi Úc được nó không cao như Nhật Bản. Nhật Bản các bạn đi sang ấy nó gần như kiểu là 100% các bạn sang thôi, còn đi Úc ấy thì là cần về tiếng, là cần về rất là nhiều thứ ấy. Tỷ lệ đi chắc chắn là nó sẽ, tỷ lệ đi được sang Úc ấy nó không quá cao, nó không cao như đi đi sang Nhật, nó không có chắc chắn như Nhật, nhưng mà nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và mình khuyên thực sự nhá, bạn nào quyết tâm ấy, bạn nào mà thực sự theo đuổi ấy, mà muốn thay đổi ấy, thì các bạn nên đi Úc. Đi Úc thời điểm này nó rất là hợp lý hơn đi Nhật rất là nhiều các bạn ha. Ok, cảm ơn em, cảm ơn Yến nha. Rồi câu hỏi tiếp theo là của bạn King ZVM vua. Vua ha, thì em có hỏi là anh ơi đi sang Nhật thì là tính lương theo giờ phải không, không tính lương theo tháng. Các bạn đã thắc mắc là lương theo giờ với cái vấn đề mà lương theo giờ với lương theo tháng ở Nhật Bản ha. Câu hỏi của bạn đại khái là như thế, thì anh trả lời em như này: ở bên Nhật ấy thì nó sẽ có hai cái tính lương. Em nhận khi em thi đơn hàng ấy, nó sẽ có cái form 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 về đơn hàng ấy, thì nó sẽ tính luôn là tính lương theo tháng, ví dụ một tháng là 16 man, 17 man, 18 man, hoặc là tính lương theo giờ 900 yên một sen, 950, 970, 60 yên gì đó đại loại như thế. Thì nó có hai cách tính lương, một là tính lương theo giờ và hai là tính lương theo tháng. Thì hầu hết nhá em nhá, đến thời điểm hiện này như anh theo dõi và như anh để ý á, những cái đơn hàng các bạn hỏi anh ấy, thì hầu hết là đơn hàng là tính lương theo tháng. Và anh cũng khuyến khích mọi người nhá là lên chọn theo đơn, chọn thì mình không có sự lựa chọn rồi, nhưng mà nếu mà được ha thì mình sẽ đi đơn theo lương theo tháng, nó sẽ ok hơn, tỷ lệ nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Tại vì các bạn, các em phải hình dung như này: khi sang đây làm việc nằm lương theo giờ ha, tức là mình làm giờ nào thì tính lương giờ ấy. Cái hôm nào mà ví dụ lúc là thời gian nằm nó nhiều việc, nó ít việc ấy chẳng hạn, đúng không, thì ngày nào nghỉ nó không, em không có lương, cái giờ em nghỉ thì em không có lương chẳng hạn. Nhưng mà lương theo tháng ấy, thì nó sẽ là lương cố định, em làm được đủ bao nhiêu tiếng một 22 công một một tháng, hay là 20 công một tháng, hay là 18 công một tháng, công việc ít công việc nhiều em không cần quan tâm, cứ đúng tháng là em sẽ được từng lấy lương. Ví dụ như kiểu là lương cố định là 18 man ha, về tay khoảng 13 man đi, thì đấy là lương theo tháng, thì là mặc định là em sẽ có 13 man, thấp nhất em sẽ có 13 man, không bao giờ em sẽ có cái lương thấp hơn. Còn đương nhiên là em sẽ làm nhiều hơn cái số ngày trong tháng hoặc là số giờ trong ngày á, thì em sẽ được tăng ca, em sẽ được úp lương, thế thôi, không không vấn đề gì đâu em nhé. Lương theo giờ là một số cái đơn hàng tính lương theo giờ thôi, còn lại là hầu hết các lương là tính lương theo tháng. Và mọi người chọn lương theo tháng nhá, mọi người cố gắng chọn lương theo tháng, lương theo tháng 16, 17, 18 man nữa, càng cao càng tốt ha. Ok em. Rồi ok, câu hỏi của em của Vũ Dương 7275. Những câu hỏi như này là mình rất là ưu tiên trả lời này. Mình mong muốn các bạn đặt câu hỏi cụ thể như này ha, để mình trả lời, mình đỡ phải mất công là đoán xem là lương của bạn như nào, đoán xem là giờ các bạn như nào, là mọi thứ ấy mình cứ phải ngắm ngắm ấy. Các bạn hỏi như này nhá, cụ thể như này thì trả lời rất là dễ ha. Bạn Dương bạn ấy hỏi là về đơn cơ khí vận hành máy. Rồi cái đơn trước tiên anh trả lời em là đơn cơ khí vận hành máy là đơn trong nhà xưởng, đơn cho nam thì là anh nghĩ là đi được ok. Nhưng mà không chỉ đơn giản là bấm máy đâu nhé, bấm máy thôi, em phải xác định là cơ khí vận hành máy thì em sẽ phải có cả bê vác nhá, 10-20 cân hay là sắt thép các kiểu ấy, bê lên rồi là đặt xuống các kiểu ha. Thì mình có vận hành máy với đại loại là khuôn vác nữa ấy, chứ không chỉ là bấm máy không ha. Nhưng mà đại loại là em sẽ vẫn làm được, con trai thì vẫn là rất là ok ha. Đơn cơ khí vận hành máy rồi, và lương là 1016, lương là 1 sen 016 yên 1 giờ, lương này là lương chấp nhận được, tương đối ổn anh em nhé. Anh không biết là em giá như em biết là em đi ở vùng nào nữa, với lại cái phí đơn hàng bao nhiêu nữa ha, thì nó sẽ ok hơn. Nhưng mà tạm thời là công việc là ok này, là nhà xưởng này ok, mức lương giờ là 1016 là cũng là ok rồi. Và đúng như nếu mà form nhá, đúng như em trong form người ta viết, nếu mà công việc của em đó mà nó đúng như cái những gì em viết như này, đây là trong form đơn hàng của em là như thế, nếu như công việc của em sau này mà nó đúng như này thì nó sẽ rất là ok ha. Em sẽ làm thêm 40 giờ, mỗi ngày em sẽ làm khoảng gần 2 tiếng, khoảng 2 tiếng gì đó đại loại như thế. Và làm thêm thì em úp 25%, vậy là ok rồi, đúng luật thôi, chẳng có, mình chẳng thay đổi được. Nhưng mà nếu mà nó đảm bảo cho em được làm thêm 40 giờ thì nó ok ha. Với lại là ngày lễ thì úp lương 35%, đại loại là nó đúng theo luật. Hy vọng là những cái gì mà người ta khai form với những cái gì mà công việc của em sau này ấy, nó đúng như thế, là anh thấy là cái đơn này là đơn ok nhá. Đơn cơ khí ha, đơn cơ khí quanh quẩn khoảng 5.000 thì em chấp nhận được, 5.000 đô giá đi ấy, là chấp nhận được hai em ha, 120 triệu đổ xuống quanh quẩn á. Thế em nhá, ok em. Một câu hỏi là của bạn Linh Vũ nữa.
Em Linh Vũ ha, em mới hỏi là em đi đơn lắp ghép linh kiện ô tô ấy, ở tỉnh Siga được hay không? Loại nó được. Em hỏi rất là ngắn gọn. Không như cái bạn trước ha. Bạn ấy cho anh rất là nhiều các thông tin ấy, thì anh sẽ trả lời cụ thể hơn đấy. Nhưng mà em trả lời em đưa ra cái đơn hàng chỉ có tên đơn hàng với nơi làm làm việc thôi. Thì nó đại loại cái công việc được hay không nó phụ thuộc rất là nhiều vào mức lương rồi là số giờ tăng ca rồi là đơn phí đơn hàng nữa, nhưng em chỉ bảo là đơn hàng linh kiện ô tô là đơn ok ấy, đơn rất là đẹp à, như thế đấy. Anh vẫn khuyến khích mọi người đi đơn này tính Siga rồi, chỉ có thế thôi. thông tin của em đưa ra nó có như thế, anh chỉ trả lời như thế thôi. Thì là đơn hàng này ok em nhá, ok hơn so với những đơn hàng khác. Ok, chúc em may mắn nha, chúc em mọi điều may mắn. Chị Phượng Lưu, chị có hỏi là em trai chị mới đi đơn, mới đi em không hỏi, em không hiểu là mới đi tức là mới sang Nhật hay là mới thi đơn hàng hay là đang mới thi đỗ đơn hàng, em không hiểu ha. Loại như thế, chị Phượng Lưu chị hỏi là em trai chị đi đơn đóng sách in ấn ạ, đại loại như thế ở tỉnh Gunma thì có ok hay không? Thì là đơn này là đơn không phải là đơn xây dựng rồi, cũng không phải là đơn nông nghiệp rồi, là đơn đi được. Đi được chị ha. Tỉnh Gunma là gần Saitama, cũng gần Tokyo, cách Tokyo một tỉnh ha. Cái khu ấy thì cũng khá là nhiều người Việt, thì em nghĩ là ok chị nhá, đi cái vùng này với lại cái đơn hàng này là ok ha. Còn mọi việc cũng như các bạn trước em trả lời ấy, thì nó còn phụ thuộc vào mức lương, phụ thuộc vào rất là nhiều thứ cơ, cho nên là đi được. Ok, chúc cho em trai chị mọi chuyện thuận lợi ha. Thì cái câu hỏi cuối cùng mà mình sẽ trả lời trong clip ngày hôm nay đó là của bạn Văn Vũ Tú. Thì tại sao mình lại trả lời câu này, bởi vì là cái công ty mình thực ra là có cái mảng này và mình cũng đã tham gia rồi, cho nên mình sẽ trả lời em ấy như thế này. Cái đơn hàng em hỏi là cái đơn hàng nội thất, mộc nội thất ha, tức là như nào mộc nội thất đây, cứ được diệt tổ, tức là làm cái tủ này, làm cái tủ đứng, tủ riêng này, làm gỗ, làm những cái bàn ghế, những cái nội thất ở trong 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 nhà ha. Nó là một đơn về xây dựng ấy, nó là đơn xây dựng nhưng mà nó lại không làm ngoài trời ha. Như nào nhỉ, như bản thân anh nhé, bản thân anh cũng thực ra là công ty anh có cái mảng này thôi, nhưng nó không phải là mảng chính, thỉnh thoảng đi phụ các ông ấy đi làm cái này làm cái nọ thôi, cưa gỗ cưa giếc ấy này loại như thế, bàn ghế xong là cưa gỗ cưa giếc. Thì anh thấy là cái đơn này nó cũng không quá vất vả ha, không phải ra ngoài trời, nó là thuộc đơn xây dựng ấy. Rồi thì có nên đi hay không nhỉ? Nếu mà còn trẻ mà được chọn đơn khác ấy, những đơn khác tốt hơn ấy, đương nhiên là anh vẫn khuyên em như này nhé. Nó có những cái đơn tốt hơn, đó là những cái đơn mà đơn nhà xưởng hay là đơn linh kiện các kiểu, như mấy cái anh vẫn hay nói với mọi người á, thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà cái đơn này thực ra nó không phải là cái đơn quá tệ. Còn mọi cái việc mình từ trước giờ anh cứ hay tư vấn cho mọi người là đơn này được, đơn kia không được ấy, nhưng mà bởi vì là mọi người không được thông tin thôi. Thì anh chỉ so sánh giữa các cái đơn hàng với nhau thôi, chứ còn anh trong đơn hàng ấy nội dung cụ thể về mức lương nó rất là nhiều thứ nó quyết định cơ. Cho nên là anh nhận xét ở đây với này, anh đưa ra lời khuyên ấy là so sánh giữa các đơn hàng khác nhau với nhau nhé, ví dụ đơn này với đơn kia nhé. Đó thì cái đơn của em nó không sẽ không bằng mấy cái đơn thực phẩm, không bằng mấy cái đơn linh kiện, đơn nhà xưởng được ấy. Nhưng mà so với đơn nông nghiệp với này, mấy cái đơn mà cốt pha rồi là dàn giáo rồi là sắt thép nói chung ấy, những ngành xây dựng ấy, thì cái đơn của em sẽ ok hơn nhé. Còn về mọi thứ ấy thì nó phụ thuộc hoàn toàn là công ty cơ, làm thêm nhiều hay không ấy, nó phụ thuộc vào cái vấn đề kinh doanh công ty cơ. Như công ty anh ấy thì là cái mảng này anh thấy là ok, anh thấy đi được, vui lắm, suốt ngày đi cưa 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 gỗ cưa giết phụ thôi, chứ còn anh không có tay nghề. Công ty anh là có những ông già ấy làm rất là đỉnh, làm cái cưa làm cái gỗ cái giếc ấy, nhà cũ này giếc ông sẽ cưa những cái góc nhất định là ông ấy thay cái khác vào, xong ấy làm những cái giá gỗ giá giếc ấy đấy, bàn ghế kiểu ấy, anh thấy rất là vui. Đi làm với ấy, bởi vì là anh không phải làm, anh chỉ đi phụ thôi, có khi cả ngày đứng xem ông ấy. Nên là bản thân anh thì anh thấy cái đơn này ok. Ok em nha. Rồi ok thì dừng clip tại đây. Ok, cảm ơn các bạn đã xem cái clip đến đây, và ai có câu hỏi nha. Thì mọi người ha, nếu mà có cái gì thắc mắc ấy, mọi người cố gắng hỏi nó cụ thể, đưa ra mức lương, đưa ra số giờ làm thêm với các kiểu cái thông tin trong đơn ấy, các bạn đưa ra cụ thể hơn ấy, thì mình sẽ trả lời các bạn nó sẽ được chính xác hơn. Rồi ok thì như cái đầu ban đầu cái clip ấy, thì hôm nay mình không nấu cơm. Không nấu cơm bởi vì là buồn đấy, mình đi ăn cái này cái nó uống một chút ha. Rồi ok mình sẽ dừng cái clip này đây. Chúc các bạn xem cái clip này một ngày vui vẻ. Cảm ơn các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chào các bạn.